Xin chào nhà nhé, mình sẽ review ổ nấm mối thứ hai trong đêm nhé rồi. Này nấm này nó vừa lên rất đẹp luôn. Đây bụp bụp này. Đấy, vừa đậu lên rất đẹp luôn chị bé này. Mình xin chào nhà nhé. Hôm nay mình tiếp tục hành trình đi nhổ nấm nha rồi. Đây giờ mình đang gặp một ổ nấm này nha. Mình đi nhổ lần đầu tiên nhổ nấm mối ban đêm luôn. Anh nhà xem giải trí cho vui nhé. Anh mọc rất nhiều luôn anh chị bác ơi. Chén luôn. Đổ lại tay thứ hai rồi. Bên đây nhổ tiếp anh chị bác ạ. Đọc rất nhiều lần rồi nhé. Tránh luôn. Còn rất nhiều anh chị em bác ơi. Như có đấy, mình đưa lên là nó bơ mất tay nấm. Nó mà lú búp búp thì nó tay nấm nó chết đẹp hơn anh chị em bác ơi. Nhổ cũng lâu rồi anh chị em bác, đuối luôn.
Không biết nhiều tay đánh anh chị em bé ơi. Đó, khá nhiều rồi. Nhiều đây về làm nào cháo ngon ngọt luôn anh chị em bé ha. Nó mới rất nhiều chất dinh dưỡng luôn. Khá nhiều anh chị bác ơi, mình qua bên đây nhổ tiếp anh chị người bác này rất nhiều luôn, một chén hết ở đây luôn, rất nhiều luôn, rất nhiều luôn anh chị bác ơi. Không, tiếp tục hai nắm anh chị bác ơi. Một tay hay nắm, một tay quen thổi lên chị béo ơi, rung lết cả nhà xem thông cảm nhé. Rất đẹp anh chị béo ơi. Hai một bài nắm nói một bì rồi chứ còn 2 ký rồi anh chị bác ơi. Video ở đây tạm ngừng vậy nha, mình đi có nắm nữa mình sẽ ghi lại nha, xem giải trí cho vui nhé. Giờ tiếp tục nắm này anh chị bác ơi. Rồi nhổ đuối à, cứ nhất nhất lại đoạn là có nắm anh chị bác ơi. Rồi, rất nhiều luôn, nó vừa nữa rất đẹp luôn anh chị bác ơi. Năm vừa nở rất đẹp luôn. Khá nhiều anh chị em ơi. Tay tay rất đẹp luôn, tay tay chiếc đùi. Chỗ này hết rồi anh chị mấy ơi, để mình đi có mình ghi hình tiếp nha xem nhé. Mình xin chào nhà nhé, mình sẽ review ổ nắm mối thứ hai trong đêm nha rồi. Này nắm này nó vừa lên rất đẹp luôn. Đó. Đây búp búp này. Đấy, vừa đậu lên rất đẹp luôn anh chị bác ơi. Cái đây búp búp vừa đậu lên rất đẹp luôn này. Đó. Rất đẹp luôn. Tay lú lên uống nù đẹp không cả nhà ơi. Lúc trong cỏ cái đồng có luôn anh chị bác ơi. Giờ biết đâu mình nhổ nhờ. Một tay được. Nãy mình nhổ được mấy tay búp búp chỗ đây, mình không có ghi hình này nha. Đây, tay đầu tiên chỗ này.
Vô nãy mình vô vài ký năm kia mình bỏ trong bì riêng rồi anh chị bác ơi. Hai tay này. Ba tay này. Bốn tay này. Năm tay này. Một tay nhổ một tay quen thôi, tay nó dính đất mình cửa ra không được anh chị bác ơi. Không rất đẹp luôn. Sáu tay này. Bảy tay này. Tám tay này. Chín tay này. Mười tay này. 11 tay này. 12 tay này. 13 tay này. Vừa là rất đẹp luôn. Bốn tay này. 15 tay này. Vừa lũ luôn. Lần tiếp này. Đẹp à, rất đẹp luôn. Bây giờ tới người nắm búp búp đây anh chị bác ơi. Wow, tay tay rất đẹp luôn anh chị bác ơi. Không, chỗ tay tay u nâu rồi. Rất đẹp luôn. Tay tay u nâu rồi đẹp kìa, chắc đùi à. Wow, rất đẹp luôn. Tiếp tục. Đây kìa về rốt. Lú trong đây. Đang lú lên nữa anh chị em bác ơi. Đang lú lên. Bốn tay, năm tay. Năm tay đang lú luôn. Nhổ luôn. Ồ, sức chân luôn. Một tay. Đây nè. Hai tay mà lú. Ba tay mà lú. Bốn tay. Năm tay. Sáu tay. Năm búp búp này. Búp búp rất đẹp luôn anh chị bác ơi. Năm búp búp rất đẹp luôn. Wow. Búp búp khá đẹp luôn. Mình nhổ chỗ này được nhiêu đây anh chị em bác ơi. Thôi thời lượng video đây kết thúc nha anh chị em bác. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và luôn thành công trong công việc nhé. Chào nha anh Tấn Máy nhé. Xin chào cho vui nha. Anh nhà đồng hành video cùng mình nhé.